Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm đấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã rạng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: chúa đó. Vừa nghe chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới ra bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe về lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi người sống lại. Sự kiện lần này diễn ra tại bờ hồ Tiberia. Sau một đêm vất vả mà không bắt được cá, họ nghe lời một người đàn ông đang đứng trên bờ bảo rằng: cứ thả lưới xuống bên phải thuyền. Họ làm theo thì lưới đầy cá, đến nỗi cả nhóm phải vất vả kéo lưới. Một người bất chợt hô lên: chúa đó. Vừa nghe thấy, Phêrô vội khoác áo vào và nhảy xuống biển để chạy vào bờ. Vẫn là Phêrô, một người đầy nhiệt huyết và luôn dành cho Chúa tất cả những gì sốt mến nhất của trái tim mình. Sau bữa ăn thân mật, Chúa hỏi Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Lời chất vấn Chúa hỏi đến ba lần, và Chúa trao cho Phêrô quyền lãnh đạo giáo hội của người. Người ta vẫn xem ba lần Chúa chất vấn tình yêu của Phêrô chính là để sửa lỗi cho ông ba lần đã chối Chúa. Có thể điều ấy đúng, nhưng cũng có thể còn thêm nhiều khía cạnh khác mà chúng ta cần suy nghĩ. Phêrô chối thầy, một sự kiện khó quên. Khó quên đối với chính ông và cũng khó quên đối với nhân loại. Dù xảy ra đã khá lâu, nhưng vẫn luôn là đề tài lý thú. Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Lời thề mạnh mẽ bao nhiêu, thì sự phản bội đau đớn, nghiệt ngã bấy nhiêu. Hình ảnh Phêrô chối Chúa từ lâu đã trở thành điển tích. Hình ảnh ấy lưu lại một thất bại thê thảm trong cuộc đời Phêrô. Phêrô đã hối cải, nhưng sự hối cải không thể thay đổi tính chất của sự việc đã xảy ra. Người đời vẫn nhắc đến ông như một tông đồ đã từng phản bội. Tuy nhiên, lần lại từng chi tiết trong sách thánh vẫn có nhiều điều đáng chú ý xoay quanh sự kiện đáng buồn ấy.
tại vườn cây dầu khi nghe Đức Giêsu nói đến cuộc khổ nạn và các môn đệ sẽ bỏ người. Phêrô dõng dạc tuyên bố: "Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Lời tuyên bố hùng hồn từ trái tim đầy nhiệt huyết và trung thành. Ngay thời khắc ấy, Phêrô không hề dối lòng. Đức Giêsu cảnh tỉnh ông: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Điều Chúa nói rồi sẽ xảy ra, nhưng đó cũng là điều mà chính Phêrô không thể chấp nhận được. Ông thề: "Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Lời tuyên bố của một người môn đệ đầy nhiệt huyết, quyết tình trung tín, chứ không phải của kẻ lấp liếm gian ngoa. Đây là điều mà không phải ai cũng có được. Chuyện vấp ngã xét sau, nhưng nhiệt tâm nồng cháy mãnh liệt, dù có xuất phát từ con tim đầy yếu đuối, vẫn đáng trân trọng hơn là chẳng có chút gì nhiệt tâm. Đâu phải chỉ Phêrô thề với Chúa, Thánh Matthew bảo rằng tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Mọi người ai ai cũng muốn thể hiện lòng trung tín với thầy. Ngay sau đó, khi giờ đã điểm, Giuđa dẫn quân binh đến bắt Đức Giêsu, thì các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Nhiệt tâm là thế, ý muốn là thế, nhưng đối diện với nỗi sợ hãi, với khổ đau, với sự chết thì không hề đơn giản. Nỗi sợ hãi bắt đầu từ trong vườn Ê-đen khi nguyên tổ phạm tội và trải dài xuyên suốt phận người. Hằng hái thề thốt rồi yếu đuối vấp ngã, đâu chỉ có mình Phêrô. Mọi người khẩn cấp thoát thân, có người buông cả áo quần tuôn chạy trần truồng. Có một kẻ ở lại vì thầy, đó là Phêrô. Ông tuốt gươm chiến đấu. Phêrô yếu đuối, phải, ông yếu đuối thật. Nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh ấy thì có ai dám bảo mình mạnh mẽ hơn ông? Đức Giêsu chịu bị bắt và giải đi. Trong đêm hoảng loạn kinh khiếp đó, còn có môn đệ nào theo ngài không? Có Phêrô. Nhờ một môn đệ quen biết vị thượng tế mà Phêrô được dẫn vào bên trong. Ông theo Chúa vào tận bên trong dinh thượng tế. Nơi đây ông đã chối thầy. Người ta thường nhớ đến sự kiện này, sự kiện chối thầy. Thế nhưng mấy ai nghĩ rằng Phêrô mang theo sự yếu đuối khốn cùng của bản thân nhưng vẫn theo Chúa. Phêrô chối Chúa 3 lần, 3 lần đớn đau, 3 lần không vượt qua được bản thân để làm chứng cho thầy. Nhưng lạ lùng thay, dù hoảng loạn, khiếp run và sợ hãi, nhưng Phêrô không trốn chạy. Trong vườn cây dầu, ông có thể thoát thân. Sau lần chối thứ nhất, ông cũng có thể bỏ trốn. Sau lần thứ hai, lần thứ ba cũng thế. Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, Phêrô dại gì ở lại để chịu thêm rắc rối? Không. Ông vẫn lầm lũi theo thầy. Ông mang vác cả thân phận yếu hèn của mình để theo. Ông không thể chối bỏ nó. Nhưng hơn cả, ông không thể để thầy ở lại một mình. Phêrô vấp ngã, nhưng có ai thấy được tình yêu ông dành cho thầy tha thiết đến chừng nào? Có người sẽ trở ngược vấn đề. Tại sao yêu thầy như thế, ông lại chối thầy? Chúng ta thường tự cho mình quyền đòi hỏi một con người hơn khả năng họ có thể. Chúng ta có quyền đòi hỏi ai đó hơn những gì Thiên Chúa đòi hỏi họ sao? Phêrô chối Chúa không? Vâng, đã chối. Bỏ thầy không? Không bỏ. Theo thầy không? Vẫn theo. Yêu thầy không? Rất yêu, yêu nhiều, yêu đến chết. Phải rồi, chỉ có mình Phêrô chối thầy, người ta không ai chối. Có theo đâu mà chối. Họ đã bỏ thầy từ lâu rồi. Hành trình khổ đau của thầy không có dấu chân họ. Họ trốn biệt. Còn lại Phêrô. Phêrô nhiệt tâm lắm, Phêrô thề thốt lắm, Phêrô yếu đuối lắm, Phêrô cũng yêu mến thầy nhiều lắm. Phêrô mạnh miệng, Phêrô chiến đấu, Phêrô vấp ngã, Phêrô chối thầy, nhưng Phêrô vẫn theo thầy. Phêrô yếu đuối vì hoảng sợ,
Phêrô chối thầy, nhưng ông không bỏ thầy. Ông yêu thầy hơn tất cả. Tình yêu được ấp ủ bằng con tim yếu đuối nhưng vẫn yêu. Tình yêu ấy có thể chẳng là gì so với người khác, nhưng đủ mạnh để giúp ông vượt thắng cả tội lỗi bản thân và hạ mình xuống vực thẳm cậy trông mà sám hối. Yếu đuối làm ông ngã quỵ, nhưng tội lỗi không hạ gục được ông. Gà cất tiếng gáy, Chúa nhìn Phêrô. Ánh mắt trách móc, ánh mắt thất vọng, hay ánh mắt phản tỉnh? Không. Chúa biết ông yếu đuối đến ngần nào. Chúa biết ông rồi sẽ vấp ngã ra sao. Và Chúa cũng biết, trong khoảnh khắc lịch sử có 102 ấy, vẫn còn có Phêrô. Ánh mắt người xuyên thấu tâm can ông. Ánh mắt ấy vực dậy người môn đệ từ trong nỗi rung rùng khiếp sợ. Ánh mắt nâng đỡ một tình yêu đang quằn quại giữa muôn vàn yếu đuối. Ánh mắt khai thông sự bế tắc dằn vặt của một tâm hồn. Ánh mắt triều mến nhắc nhở ông về tình yêu lớn lao mà tâm hồn ông vỡ òa. Ánh mắt triều mến nhắc ông về một tình yêu lớn lao làm tâm hồn ông vỡ òa thống hối và yêu mến nhiều hơn. Ánh mắt in dấu ấn chứng nhận cho tình yêu không thể thốt nên lời. Người môn đệ trung tín lúc này lặng lẽ theo thầy. Ông là môn đệ trung kiên, để rồi đây ông sẽ được diễm phúc chết giống như thầy. Một tình yêu ngời sáng rực rỡ qua cuộc đời đầy yếu đuối. Ông không bỏ thầy. Phêrô ba lần chối Chúa, ba lần vấp ngã, ba lần khoét sâu vào tâm hồn những vết thương muôn đời không thể xóa nhòa. Hay đó cũng là ba lần thích vào trái tim đang quằn quại đau đớn những ấn tích của tình yêu. Có yêu mới vì nhau ở lại, có yêu mới phải quay quắt dằn vặt với từng yếu đuối. Có thật sự yêu và đau đớn bởi tình yêu mới dám nói với thầy: lạy thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Có ai như Phêrô dám nhìn thẳng vào thầy mà nói như thế, dù trước đó không lâu đã chối thầy? Phải, ông tin thầy biết mọi sự, thầy thấu tỏ lòng ông. Lời chất vấn Chúa hỏi đến ba lần. Câu hỏi ấy dành riêng cho Phêrô, hay dành cho những người chung quanh, và hay dành cho cả chúng ta hôm nay? Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Phêrô không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Ông chỉ nói lên tâm sự chất chứa từ trái tim mình. Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy thấu tỏ lòng con, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa không hề vô lý khi trao quyền lãnh đạo giáo hội vừa khai sinh vào tay vị tông đồ Phêrô. Tình yêu của ông dành cho thầy là tất cả những gì ông có. Tình yêu ấy giúp ông hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh thầy. Tình yêu ấy giúp ông cùng với Thánh Thần đã làm chứng cho thầy đến hơi thở cuối cùng. Ông vinh phúc được đóng đinh trên thập giá giống như thầy. Ông xin chịu đóng đinh ngược đầu xuống đất vì tận thâm sâu cõi lòng, ông khiêm tốn biết mình bất xứng với tình yêu của thầy. Từ nay, nếu có ai còn trách Phêrô chối Chúa, thì họ phải chắc chắn rằng họ đã yêu mến Chúa nhiều và nhiều hơn cả Phêrô đã yêu. Sẽ đến lúc anh phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi nơi anh chẳng muốn. Sẽ đến lúc anh phải giang tay ra cho người ta dẫn đi, đi đến nơi đã dành cho anh. Để từ đây giữa dòng đời, để từ đây bao nhọc nhằn, để tâm tối hay muộn phiền, người gian dối hay thật lòng, cần anh nhân chứng. Người
đời tôi chúng đã được tròn, người con yêu rất đẹp lòng, sẽ mang hết bao tội tình, sẽ phải chết bao nhiêu kinh, xóa hết thương đau. Sẽ đến lúc anh phải giang tay ra cho người ta đóng đinh, và sẽ treo anh lên cao lên thấp giá. Sẽ đến lúc anh phải giang tay ra, lưỡi đồng kia nhẫn tâm, cứ nhẫn tâm đâm thấu tim anh. Để từ đây giữa dòng đời, để từ đây bao nhọc nhằn, để tâm tối hay muộn phiền, người gian dối hay thật lòng, cần anh nhân chứng. Người tôi chúng đã được tròn, người con yêu rất đẹp lòng, sẽ mang hết bao tội tình, sẽ phải chết bao nhiêu kinh, xóa hết thương đau. Sẽ đến lúc những người yêu thương anh xa dần xa rất xa, để tiếng kêu cô đơn trên cao có thấu. Sẽ đến lúc sứ mạng trao cho anh phải được hoàn tất cho dấu máu gai hợp hình treo cao. Để từ đây giữa dòng đời, để từ đây bao nhọc nhằn, để tâm tối hay muộn phiền, người gian dối hay thật lòng, cần anh nhân chứng. Người tôi chúng đã được tròn, người con yêu rất đẹp lòng, sẽ mang hết bao tội tình, sẽ phải chết bao nhiêu kinh, xóa hết thương đau. Để từ đây giữa dòng đời, để từ đây bao nhọc nhằn, đời tâm tôi hay muôn phiền, người gian dối hay thật lòng, cần anh nhân chứng. Người tôi chúng đã được tròn, người con yêu rất đẹp lòng, sẽ mang hết bao tội tình, sẽ phải chết bao nhiêu kinh, xóa hết thương đau. Người tôi chúng đã được tròn, người con yêu rất đẹp lòng, sẽ mang hết bao tội tình, sẽ phải chết bao nhục hình, xóa hết thương đau.